Ngày 18 tháng 2, anh NTV, nhà trên đường Sông Lu thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhà anh vừa bị kẻ gian chích điện bắt trộm một con chó. Theo anh V, gia đình anh nuôi 4 con chó để giữ nhà. Rạng sáng 17 tháng 2, khi những người trong nhà anh V đang ngon giấc, một con khoảng 5 tháng tuổi nặng gần 10 kg, chui lưới rào ra nằm trước cửa nhà, không may bị kẻ gian chích điện trộm mất. Thời điểm trên, hai thanh niên đi trên một xe máy chạy ngang qua. Thanh niên ngồi sau rọi đèn, cầm chĩa dài hơn 3 mét đâm thẳng về phía con chó. Con vật trúng dòng điện bất tỉnh, liền bị thanh niên trên đem lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Thời gian hai thanh niên dừng xe máy, rọi đèn pin chích điện trộm chó, đến khi rời đi chỉ khoảng 15 giây được camera nhà anh V ghi lại. Từ trường hợp trên, người dân cần đề cao cảnh giác bởi kẻ trộm có trang bị chĩa chích điện có thể tấn công khi bị phát hiện.